Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2016. Chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bức tranh Lục Hạc Quần Tùng, tức là hoặc là Tùng Hạt Diên Niên cũng được. Bức tranh này chúng tôi làm bằng gỗ gụ và khảm 100% bằng ốc đỏ Singapore. Và bức tranh này là có kích thước nhỏ hơn so với mấy bức tranh mà lúc trước chúng tôi đã giới thiệu. Và các bức tranh chúng tôi giới thiệu trong các video trước chúng tôi đã có khách hàng lấy hết rồi. Kích thước của bức tranh này là 1m56 x 80. Nó có nhỏ hơn so với các bức trước. Và trong ngày mùng 1 hôm qua chúng tôi cũng quay hai bức, là một bức đi Bến Tre và một bước đi thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng đã bọc hàng để chuyển đi rồi. Và đến bây giờ thì chúng tôi bắt đầu quay giới thiệu một mình một cái tấm này ở phía ngoài này để quý vị quan sát cho nó dễ. Và bức tranh này gọi là bức tranh Lục Hạc Quần Tùng, nó có ý nghĩa là trường thọ. Trường thọ, quý vị có thể lên Google quý vị tìm kiếm cái chữ cái tích của tranh Lục Hạc Quần Tùng này, rất có ý nghĩa cho gia chủ. Bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng giới thiệu cái cảnh của bức Lục Hạc Quần Tùng này so với cái cảnh của cái bức to kia thì nó cũng về họa tiết thì nói chung là cũng như nhau, nhưng mà chúng tôi là có thu nhỏ lại. Tại vì là rất nhiều khách hàng hỏi chúng tôi là có những bức tranh nào kích thước nó nhỏ hơn không. Tại vì cái phòng khách của khách hàng là nó có giới hạn, nó cho phép không thể treo được các bức to. Nên là để đáp ứng nhu cầu là chúng tôi đã làm xong một bức này để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng. Và đây đường nét chi tiết thì nó cũng khác, cũng không khác gì các cái tấm to kia. Đây chúng tôi là cắt sen lọng đây, cắt thành từng cái xương nhỏ như cái tóc này, trong đó chúng tôi là cho các cái miếng này vào để cho nó đúng với màu, nó rất chi là kỹ thuật. Đây, quý vị này xem này, rất kỹ thuật. Đây gọi là sen lọng, quý vị có thể thấy sen lọng, tức là chúng tôi cắt các cái xương này ra này, xương nhỏ như cái tóc này quý vị thấy đây, sau đó chúng tôi sẽ sen cái này vào đó, để nó thành được. Và đây là chú hạc đầu tiên. Chú hạc đầu tiên cũng vậy, các cái cánh này là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là đều sen lọng hết đây, quý vị thấy đây. Và toàn bộ là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là khảm bằng ốc đỏ Singapore 100%. Đó là chú hạc đầu tiên. Và tiếp theo là một cái mạng nhện đây. Mạng nhện này quý vị có thể thấy được cái đường nét nó sắc sảo như thế nào. Đây cậu chú nhện bên trong và cái các cái mạng nhện này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là thợ cắt nó nhỏ như cái tóc, như sợi tóc thôi. Thực sự đây là trong video này là chúng tôi zoom to là trông nó to thôi, nhưng mà thực chất nếu mà quý vị có muốn chiêm ngưỡng được cái tuyệt phẩm này thì quý vị có thể về trực tiếp cửa hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi theo hai địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất là ở cơ sở 1 ở cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cơ sở 2 ở phố số nhà 71 và 73 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây quý vị đây, đây chú cò đây. Chú cò giống là rất chi là có hồn. Đó, quý vị đây. Toàn bộ là chúng tôi là khảm sen lọng rất đẹp. À, ốc rất đỏ. Thực chất đây chúng tôi đang để ở phía ngoài đường. Đây cho nên là cái màu ốc này nó không thể hiện được hết. Khi chúng ta để trong nhà thì cái màu ốc này nó thể hiện hết cái sắc đỏ, bảy sắc cầu vồng. Quý vị thấy đây. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay mùng 2 tháng 7 năm 2016 chúng tôi quay video clip để giới thiệu bức tranh Lục Hạc Quần Tùng có kích thước là 1m56 x 80 cm. Bức Lục Hạc Quần Tùng này, ngoài cái tích Lục Hạc Quần Tùng này ra thì chúng tôi là vẫn còn có cả là phía dưới này, những chú cò đang ở chỗ đang bơi lội dưới gọi là gia đình thủy tộc, là tôm cua ốc ếch, tôm cua cá ốc ếch, đây đầy đủ hội tụ tất cả. Là quý vị có thể lên Google search cái tích của cái bức tranh Lục Hạc Quần Tùng này, nó rất có ý nghĩa. Nó lôm la ra ngắn gọn đó là nó tượng trưng cho hai chữ trường thọ, rất có ý nghĩa để quý vị thấy đây.
Tôi sẽ lia máy đi qua một lượt để quý vị thấy. Quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Đỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Xin trân trọng cảm ơn.